Truyện tích thứ 58, Chuỗi hạt mân côi với giáo dân Bình Triệu, Sài Gòn. Hầu hết người Công giáo ở Việt Nam đều nghe biết hoặc đã đến hành hương tại trung tâm Bình Triệu để cầu nguyện cùng Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Sở dĩ gọi là Fatima Bình Triệu là khi Đức Mẹ hiện ra với giáo dân ở đây, Đức Mẹ đã lấy hình Đức Mẹ Fatima để yên ủi giáo dân. Sự tích như sau. Tương truyền vào thời kỳ chiến tranh giữa hai bên quốc gia và cộng sản, địch xâm nhập vào quan đô Sài Gòn, gây ra biết bao tan tóc, đau thương cho đồng bào lương cũng như giáo. Để tránh bom đạn của cả hai bên, nhiều ghe thuyền phải di tản ra vùng ngoại ô theo sông Bình Lợi. Trong lúc chạy loạn, nhiều ghe thuyền bị địch quân bắn chìm, nhiều người bị thương tích trầm trọng. Thêm vào đó, ban đêm tối trời lại xảy ra giông tố, bão táp, nước sông dâng cao cuồn cuộn chảy xiết, làm cho nhiều ghe thuyền tròng trành sắp sụp đổ. Trong lúc hoảng loạn, họ đã phải tìm cách ẩn nấp vào một bãi đất trống xình lầy để hợp nhau cầu nguyện lần chuỗi mân côi, xin Đức Mẹ rủ lòng thương cho tai qua nạn khỏi. Ngay khi ấy, Đức Mẹ hiện ra mang hình Đức Mẹ Fatima với giáo dân, yên ủi mọi người và hứa sẽ cứu thoát giáo dân qua khỏi tai nạn. Ngay trên bãi đất mà họ đang tập trung cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, tức thì sóng gió yên lặng, mọi người được đi về bằng an. Đức Mẹ đã hiện ra năm xưa, càng ngày càng nhiều phái đoàn hành hương đổ dồn về đây kính viếng Đức Mẹ và cầu nguyện. Nơi đây, Đức Mẹ đã làm rất nhiều phép lạ, ban ơn cho những ai đến kính viếng và cầu khẩn thánh danh Mẹ. Với tước hiệu Fatima, ngày nay, để thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng của giáo dân, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã cho thiết kế xây dựng một trung tâm hành hương vĩ đại, bao bọc tượng thánh Đức Mẹ Fatima, mà ngày nay người ta gọi là Trung tâm Hành hương Fatima Bình Triệu, nổi tiếng khắp vùng Đông Nam Á. Ở đây, cứ mỗi ngày 13 hàng tháng, người ta lũ lượt từ khắp các nơi đổ dồn về trung tâm hành hương này để cầu khẩn đọc kinh lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, nhìn lên ảnh tượng Đức Mẹ cao ngất với ánh sáng tự nhiên ở ngoài trời chiếu vào, tượng Đức Mẹ rực sáng với chuỗi hạt mân côi trong tay. Mẹ như đang nhắn nhủ con cái xa gần, hãy nâng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ và cầu khẩn thì Mẹ sẽ ban cho tất cả được như ý. Lời bàn: nếu người ta tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ qua chuỗi hạt mân côi, thì bất cứ ở đâu, chúng ta cũng có thể cầu khẩn với Đức Mẹ và được Đức Mẹ chấp thuận ban cho như ý. Tuy nhiên, việc mất công để đến các trung tâm hành hương là có ý nghĩa hợp ý với nhau mà cầu nguyện, vả lại cũng chứng tỏ cái thiện chí của mình khi phải đi xa, thì vẫn hơn là ở nhà đọc kinh một mình. Do đó, việc đi hành hương có tác dụng riêng của nó. Có nhiều người chống bán việc đi hành hương, cho rằng ở đâu cũng có Đức Mẹ, việc gì mà phải tốn tiền mất công đi xa, trừ khi chúng ta không có phương tiện, sức khỏe yếu kém, thì vẫn cứ tin tưởng và đọc kinh cầu nguyện với Đức Mẹ mân côi thì đều được Đức Mẹ nhận lời cả. Amen.